một set đồ dáng suông theo phong cách Hàn Quốc dành cho những chị đẹp U40 đây. Mọi người hay hỏi Phương là những cái set Phương review thì không biết là lứa tuổi nào mặc được, thì Phương khẳng định luôn là đồ của Mega thì sẽ dành cho những người từ khoảng 25 đến 60 tuổi, nó sẽ từ khoảng đó. Và cái set này thì Phương khẳng định mọi người là từ 35 đến khoảng 45, 50 tuổi ấy, là rất là đẹp, rất là phù hợp nhá. Đây, mọi người thấy là màu sắc thì cực kỳ là basic nhã nhặn, màu xanh giúp chúng ta mignon hơn, che khuyết điểm siêu tốt. Đó, set này thì áo của nó cũng được thiết kế rất là đẹp này, dáng cộc tay. Đây, mọi người thấy áo đã đẹp rồi đúng không? Mặc quần còn đẹp hơn, quần dáng suông, cách dáng cả cao này, mọi người nhìn sẽ cao rất là nhiều. Mặc những cái quần như này đảm bảo luôn là nhìn mọi người là chân dài 2m luôn. Đó. Phần trước ngực của áo thì còn có phối một cái phần dây xích này, mọi người thấy không? Đó, phối phần dây xích, rồi những cái phần kẻ trắng thiết kế ở đây để giúp cho cái áo trở nên nổi bật hơn. Đó, còn quần thì là quần có hai phần kẻ sọc ở hai bên như thế này. Đó, à đâu, có bên này thôi đúng không? Bên này là kẻ sọc, còn bên này lại không. Rất là lạ. Và có cả chun. Mặc em này thì mọi người có thể mặc được đi dạo phố đúng không? Sắp này dạo phố thoải mái này, mặc ở nhà, mặc đi chụp ảnh, đi sân bay, chụp ảnh check-in cũng đẹp này. Nó có phần xẻ ở bên này. Đó.